Chương 4: Tâm thái vàng, kinh thánh kiếm tiền của người Do Thái. Người Do Thái là thương nhân số 1 thế giới, có trí tuệ và kỹ năng kinh doanh vô song, nhưng họ lại có phẩm chất và tâm thái đáng quý như vàng. Người Do Thái chưa bao giờ sợ những khó khăn và gian khổ. Cho dù họ có gặp phải những đau khổ lớn đến mức nào, thì họ vẫn tin rằng họ có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay của chính họ và không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Họ luôn nói với con mình rằng, cho dù các con gặp phải khó khăn gì, các con cũng không được tìm bất kỳ lý do nào để từ bỏ nó. Bởi vì theo quan điểm của họ, vận mệnh nằm trong tay họ và họ có khả năng thay đổi điều đó. Các thương nhân Do Thái rất coi trọng sự chân thành và giữ chữ tín khi làm kinh doanh. Họ thường giáo dục con cái của mình phải trung thực, đối xử chân thành với người khác để có được lòng tin của người khác và có thêm nhiều cơ hội hơn. Các thương nhân Do Thái coi trọng những điều nhỏ nhặt. Họ nghĩ rằng mọi thứ phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và bắt đầu lại từ việc tích góp từng tí một. Ngay cả khi đó chỉ là một điểm khởi đầu nhỏ, rất thấp, họ cũng sẽ trân trọng nó. Chỉ cần cho họ một điểm tựa và người Do Thái sẽ có thể tạo dựng sự nghiệp. Khi họ làm bất cứ điều gì, họ đều có sự can đảm và dũng khí, kiên nhẫn, bất khuất. 31. Đừng đổ lỗi cho tất cả mọi người vì không tồn tại sự sắp đặt của Thượng Đế. Không có thứ gọi là sự sắp đặt của Thượng Đế trong cuộc sống này. Đứng trước nghịch cảnh, đừng đổ lỗi cho người khác. Hãy học cách dũng cảm đối mặt và nỗ lực thay đổi nghịch cảnh đó bằng sự chăm chỉ. Lý do tại sao có những người vĩ đại có thể tạo ra những điều kỳ diệu là bởi vì họ có tinh thần không bao giờ chịu khuất phục trước những khó khăn và họ có thể duy trì một thái độ tốt và ý chí thép khi gặp khó khăn. Cuộc sống giống như một ngọn núi dốc, càng leo lên, bạn sẽ càng gặp nhiều sức cản hơn, bão tố và đất đá trôi cứ lũ lượt kéo đến. Một số người đi được nửa đường đã chọn bỏ cuộc và xuống núi. Họ bất lực nói, môi trường trên núi rất khốc liệt như vậy, thiên tai không phải là thứ mà con người có thể vượt qua. Cần phải nói rằng chúng ta đã cố gắng hết sức. Trên đường đời của mỗi chúng ta sẽ có rất nhiều chông gai. Những người bi quan và yếu đuối khi ngã xuống sẽ không còn cách nào đứng dậy. Nhưng đối với những người lạc quan và ý chí mạnh mẽ, họ không sợ vấp ngã. Sau khi vấp ngã, họ sẽ dùng ý chí kiên cường mạnh mẽ của chính mình để đứng dậy và dũng cảm bước về phía trước. Người Do Thái chính là như vậy. Người Do Thái chưa bao giờ sợ những khó khăn và gian khổ. Cho dù họ có gặp phải những đau khổ lớn đến mức nào, thì họ vẫn tin rằng họ có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay của chính họ và không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Họ luôn nói với con mình rằng, cho dù các con gặp phải khó khăn gì, các con cũng không được tìm bất kỳ lý do nào để từ bỏ nó. Bởi vì theo quan điểm của họ, vận mệnh nằm trong tay họ và họ có khả năng thay đổi điều đó. Trong quá trình phát triển, dân tộc Do Thái đã trải qua những đau khổ không thể tưởng tượng được, nhưng họ không bao giờ từ bỏ hy vọng và luôn tin rằng họ có thể làm nên điều kỳ diệu. Chính với nghị lực và quyết tâm siêu việt này, họ đang từng bước trở thành dân tộc giàu nhất thế giới. Người Do Thái luôn đọc một bài thơ như thế này cho con cái của họ. Tôi phải tiết kiệm những ngày này, mặc dù tôi không có tiền để tiết kiệm. Tôi phải tiết kiệm sức khỏe và sức mạnh, đủ để hỗ trợ tôi trong một thời gian dài. Tôi phải tiết kiệm thần kinh, suy nghĩ, trái tim và ngọn lửa tinh thần của tôi. Tôi phải lưu những giọt nước mắt chảy xuống, tôi cần chúng trong một thời gian dài. Tôi phải tiết kiệm kiên nhẫn trong những tháng ngày mà những cơn bão đang hoành hành. Trong cuộc sống của tôi cần những điều đó. Sự ấm áp trong tình cảm và một trái tim lương thiện. Những thứ này tôi đều thiếu, những thứ này tôi nhất định phải tiết kiệm. Tất cả đều là món quà của Thượng Đế và tôi hy vọng sẽ lưu giữ nó. Nếu tôi đánh mất chúng một cách nhanh chóng, tôi sẽ đau lòng biết nhường nào. Đây là một bài thơ được viết bởi một cô bé Do Thái tên Martha trong trại tập trung Đảng Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Trong những tháng ngày mà tình hình hết sức nguy kịch như vậy, có một cô bé vẫn dũng cảm như vậy. Cô bé yêu cuộc sống và không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Cô bé lạc quan, cởi mở, mạnh mẽ và mong muốn làm chủ vận mệnh của chính mình. Sự kiên trì là nguồn gốc của mọi sự hy vọng. Bất kể tình huống nào, bạn đều phải yêu cuộc sống và duy trì hy vọng để bạn có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại và thực sự kiểm soát số phận của chính mình. Người Do Thái luôn giáo dục con cái họ không được đổ lỗi cho người khác và nói với họ rằng họ có thể làm chủ số phận của chính mình. Họ thường kể cho con cái họ một câu chuyện như thế này. Một ngày nọ, Thượng Đế đang thong thả đi dạo trên vùng đất do mình tạo ra, thấy rằng khắp nơi tràn ngập lúa gạo và vô cùng hạnh phúc. Điều làm Thượng Đế ngạc nhiên hơn cả là một người nông dân dễ dàng nhận ra người. Người nông dân cầu xin Thượng Đế bình an. Thượng Đế nhân từ, cuối cùng Ngài cũng đã đến với chúng tôi. Trong 50 năm trở lại đây, tôi đã cầu nguyện mỗi ngày, mong chờ sự xuất hiện của Ngài, và ngày này cuối cùng cũng đã đến. Người nông dân nói tiếp, trong 50 năm qua, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho thời tiết tốt, cầu nguyện đừng có bão, đừng có động đất, đừng có sâu bệnh. Cho dù tôi có cầu nguyện như thế nào, thì nó cũng không như mong muốn của tôi. Mỗi năm đều có những chuyện không như ý muốn xảy ra. Thượng Đế mỉm cười và nói, ta đã tạo ra thế giới này, chắc chắn sẽ tạo ra hoa trái của mùa gặt và cũng sẽ tạo ra mưa bão và khô hạn, tạo ra côn trùng và chim chóc.
đây là một thế giới không phải cái gì cũng sẽ đều được như ý muốn của con người. Người nông dân quỳ xuống và hôn lên chân của Thượng Đế, nói: Chúa toàn năng, Ngài hãy hứa với tôi đáp ứng yêu cầu của tôi vào năm tới. Tôi chỉ cần thời gian là một năm, không có gió mưa, không có hỏa hoạn, vườn nhà người khác tôi không quan tâm, Ngài có thể cho tôi thời gian là một năm không? Thượng Đế nói: Được rồi, ta hứa sẽ đáp ứng nhu cầu của ngươi vào năm sau. Vào năm sau, cánh đồng của người nông dân không có bất kỳ cơn bão hay thảm họa nào. Lượng lúa dường như đã nhiều gấp đôi so với những năm trước. Người nông dân rất phấn khích và chờ đợi đến ngày thu hoạch. Thời gian thu hoạch cuối cùng đã đến và người nông dân với sự mãn nguyện thích thú lại trở nên tuyệt vọng khi phát hiện ra rằng toàn bộ những hạt lúa đều là hạt lép. Người nông dân cầu nguyện trong nước mắt và hỏi Thượng Đế: Thượng Đế nhân từ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Thượng Đế trả lời: Hạt lúa muốn trưởng thành sẽ khó tránh khỏi những khó khăn, nắng gió, mưa bão, côn trùng, chim chóc đều là những thứ cần thiết, bởi vì những khó khăn này có thể đánh thức linh hồn của hạt lúa. Nếu bạn tránh tất cả những điều này bởi vì sự rụt rè, thì hạt lúa sẽ không bao giờ trưởng thành được. Tương tự, nếu linh hồn con người không chịu được bất kỳ thử nghiệm nào, con người sẽ trở thành một cái vỏ rỗng. Người nông dân luôn đổ lỗi cho mùa gặt vì lý do thời tiết và sâu bệnh. Ai biết rằng khi lúa không có sức đề kháng khác, nó sẽ không thể sinh hoa trái. Là một người có cuộc sống của riêng mình, bạn không nên đổ lỗi cho người khác. Bạn nên cố gắng vượt qua mọi khó khăn và thực sự làm chủ số phận của chính mình. Đối với người Do Thái, sự phản kháng sẽ trở thành động lực cho sự tiến bộ của họ. Cuộc sống của họ thật phi thường và giá trị cuộc sống của họ được phản ánh đầy đủ. Trong cuộc sống, không có cái được gọi là sự sắp đặt của Thượng Đế. Khi đối mặt với nghịch cảnh, đừng đổ lỗi cho người khác, hãy dũng cảm đối mặt với nó. Cũng phải học cách biết ơn, chân thành cảm ơn những người đã giúp đỡ hoặc từ chối bạn, những người yêu thương hoặc ghét bỏ bạn, và cảm ơn những người coi trọng hoặc không để ý đến bạn. Bởi vì chính là nhờ có họ, bạn mới có thể lớn lên một cách nhanh chóng. 32. Sử dụng sự chân thành và giữ chữ tín để tạo sự tín nhiệm cho bản thân. Người Do Thái cho rằng sự chân thành và giữ chữ tín là nguyên tắc trò chơi quan trọng nhất trên thương trường kinh doanh. Nếu mọi người đều coi trọng sự chân thành và giữ chữ tín, như vậy sẽ có thể giảm đáng kể các rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp. Con người mà không có lòng tin thì rất khó có lợi. Đối đãi giữa người với người đều cần sự chân thành. Dùng sự chân thành và giữ chữ tín để kết bạn, như vậy mới có thể đạt được lợi ích thật sự khi làm kinh doanh. Sự chân thành và giữ chữ tín là gì? Thành nghĩa là sự chân thành, trung thực. Tín nghĩa là lời hứa, giữ chữ tín, không có chuyện bắt nạt. Theo cách nói thông thường thì đó là nói thật, làm thật và là người trung thực. Sống trong xã hội này, mọi người đều phải có mối quan hệ với người khác và với xã hội. Để xử lý tốt với mối quan hệ này, cần phải tuân theo các quy tắc nhất định, và khi đã có quy tắc thì cần phải tuân theo và phải biến lời hứa thành hành động. Nếu không, các cá nhân sẽ mất đi chỗ đứng của mình và xã hội sẽ mất quy tắc hoạt động của nó. Sự tín nhiệm của các thương nhân có được bằng sự tích lũy từng tháng ngày của họ. Ở phương Tây có một câu ngạn ngữ rằng các ngân hàng sẽ không bao giờ cho những người chưa bao giờ vay tiền từ ngân hàng vay tiền. Khi làm kinh doanh, các thương nhân Do Thái luôn coi trọng sự chân thành và giữ chữ tín. Họ giáo dục con cái của họ về sự chân thành và giữ chữ tín ngay từ khi còn nhỏ và đối xử với người khác một cách chân thành để có được lòng tin của người khác và có nhiều cơ hội hơn. Người Do Thái thành công đều nổi tiếng là những người có sự chân thành và giữ chữ tín, vì vậy họ có thể vay hàng chục triệu chỉ với một chữ ký. Người Do Thái nắm giữ loại bút vàng này khi đến ngân hàng vay tiền sẽ không cần phải thông qua bảo lãnh, thủ tục thế chấp mà chỉ cần ký tên là được. Tại sao các ngân hàng lại tin tưởng họ đến vậy? Là bởi vì họ trung thực và đáng tin cậy trong các hoạt động kinh doanh dài hạn của họ, và điều đó đã mang lại cho họ một danh tiếng cao. Có một câu chuyện như thế này được lưu truyền trong cộng đồng người Do Thái. Trước đây, có một cậu bé tên là Chân Thành và giữ chữ tín. Một ngày nọ, cậu bé đi đến bãi biển để chơi và không cẩn thận, cậu bé vô tình bị cơn gió to thổi vào một hòn đảo. Cậu bé lại không biết bơi và không có cách nào để rời khỏi hòn đảo, vì vậy cậu bé hét to lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Một giờ đồng hồ trôi qua, không ai đến cứu cậu bé. 2 giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không có ai đến cứu cậu bé. Vỏn vẹn sau 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cậu bé cũng nghe thấy âm thanh bất ngờ từ phía xa. Một chiếc tàu cao tốc màu hồng lái từ xa đang tiến gần về phía cậu bé. Khi đến gần, cậu bé chân thành và giữ chữ tín phát hiện ra rằng người lái chiếc tàu cao tốc này là một cô bé giống như tiểu yêu tinh vậy. Chân thành và giữ chữ tín nhận ra cô bé là biểu tượng của sự vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu. Chân thành và giữ chữ tín vội vàng cầu cứu vui vẻ: "Ừ, được thôi, bạn ngồi đây đi." Vui vẻ vừa nói vừa để chân thành và giữ chữ tín lên chiếc tàu cao tốc. Khi chân thành và giữ chữ tín vừa ngồi xuống, vui vẻ bắt đầu phàn nàn: "Bạn quá nặng, nếu bạn ngồi trong đây một thời gian dài, bạn sẽ nghiền nát tàu cao tốc của tôi, bạn mau xuống đi." Chân thành và giữ chữ tín đành phải xuống tàu,
vui vẻ nhanh chóng lái tàu cao tốc rời đi. Một lúc sau, một con tàu lớn đi đến. Chân Thành và Giữ Chữ Tín chưa bao giờ thấy một con tàu nào sang trọng như vậy. Một người đàn ông trung niên hút thuốc lá và ngồi trên ghế sofa cao cấp. Hình ảnh đó xuất hiện trong tầm nhìn của Chân Thành và Giữ Chữ Tín. Chân Thành và Giữ Chữ Tín nhận ra anh ta chính là Địa Vị. Chân Thành và Giữ Chữ Tín liền cầu cứu Địa Vị. Không được, tôi còn phải đi hướng dẫn người khác làm việc. Đừng quên tôi là người có địa vị. Địa Vị nói một cách ngạo mạn. Chân Thành và Giữ Chữ Tín không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng đó và nhìn Địa Vị lái con tàu rời đi. Một lúc sau, một con tàu sang trọng làm bằng vàng từ phía xa xa đến. Dưới sự phản chiếu của mặt trời, nó vô cùng chói mắt. Chân Thành và Giữ Chữ Tín phải nheo mắt lại để nhìn nó. Không cần nói thì ai cũng biết đây chính là con tàu giàu có. Lúc này ông ta đang rảnh rỗi và ngồi đếm vàng. Chân Thành và Giữ Chữ Tín cầu cứu giàu có. Giàu có không thèm để ý đến cậu bé. Một lúc sau, giàu có mới nhìn cậu bé và nói: tôi còn đang bận làm kinh doanh, không có thời gian mà để ý đến cậu. Giàu có ngẩng đầu quay đi. Chân Thành và Giữ Chữ Tín vẫn tiếp tục kêu cứu. Sau 3 giờ đồng hồ nữa, đám mây trên bầu trời bỗng biến thành một bàn tay lớn, nâng Chân Thành và Giữ Chữ Tín lên, giơ nó lên và đưa cậu bé lên thiên đàng. Đứa trẻ tội nghiệp, một cánh cửa thô ráp nói: ông là ai? Chân Thành và Giữ Chữ Tín hỏi. Đột nhiên, một khuôn mặt lớn xuất hiện trên bầu trời. Đó là một ông lão, to như một ngôi nhà. Ta là Thời Gian, khuôn mặt lớn nói. Cháu có thể gọi ta là ông lão Thời Gian. Sao ông lại đến đây, ông lão Thời Gian? Nhiều người không trân trọng ta, giống như không trân trọng cháu, ông nói. Chúng ta hãy ra biển để xem nhé. Nói xong, Thời Gian đưa Chân Thành và Giữ Chữ Tín đến biển. Trên biển, Chân Thành và Giữ Chữ Tín nhìn thấy một chiếc tàu cao tốc màu hồng đang chìm xuống. Một con tàu sang trọng và một con tàu rát vàng, tất cả đều bị hỏng. Chân Thành và Giữ Chữ Tín nhận ra đó chính là Vui Vẻ, Địa Vị và Giàu Có. Tại sao họ lại trở nên như vậy? Chân Thành và Giữ Chữ Tín hỏi. Vui Vẻ không có Chân Thành và Giữ Chữ Tín sẽ khó để duy trì lâu dài. Địa Vị không có Chân Thành và Giữ Chữ Tín sẽ chẳng thể vượt qua những xiềng xích của thời gian. Giàu Có không có Chân Thành và Giữ Chữ Tín sớm muộn cũng sẽ có ngày mất đi tất cả vàng bạc, Thời Gian nói. Chân Thành và Giữ Chữ Tín cũng đã hiểu. Do đó, Chân Thành và Giữ Chữ Tín đều trong lòng con người mỗi ngày, khiến con người có được nó. Người Do Thái thường giáo dục con cái họ rằng, con người mà không có lòng tin thì rất khó có lợi. Đối đãi giữa người với người đều cần sự chân thành. Dùng sự chân thành và giữ chữ tín để kết bạn, như vậy mới có thể đạt được lợi ích thật sự khi làm kinh doanh. 33. Rome không phải được xây dựng trong một ngày, đừng vội vàng tìm kiếm thành công. Người Do Thái thường nói rằng, Rome không phải được xây dựng trong một ngày. Bất kỳ thành công nào cũng cần một quá trình lâu dài. Do đó, bạn không thể vội vàng tìm kiếm thành công và bạn càng không được phép coi nhẹ bản thân. Miễn là bạn làm đến nơi đến chốn, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, thành công đến với bạn chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Trong Talmud có một câu châm ngôn lan truyền rộng rãi, Rome không phải được xây dựng trong một ngày. Câu này cho ta biết, bất kể bạn làm gì cũng cần phải dần dần tuân theo thứ tự và làm đến nơi đến chốn. Bởi vì mọi thứ đều không thể được giải quyết trong chốc lát, nó cần một cả quá trình, thậm chí là một quá trình lâu dài và đầy gian khổ. Năm 1872, người Do Thái tên Harden đến Thượng Hải, Trung Quốc để kiếm sống. Lúc đó, ông mới chỉ mới 24 tuổi, ở độ tuổi tràn đầy sức trẻ, nhưng dường như lại không có gì. Ông quyết tâm đến Trung Quốc để kiếm tiền và tìm kiếm sự giàu có, nhưng bản thân ông lại không có một chút vốn liếng và cũng không có kiến thức chuyên môn và công nghệ nào cả. Ông quyết tâm bắt đầu từ một chỗ đứng. Với thân hình vạm vỡ và dáng vẻ đầy khỏe khoắn, ông đã tìm được một công việc bảo vệ tại một cửa hàng đồ Tây. Nhiều người quen biết Harden tỏ ra khó hiểu, vì vậy một số người nghi ngờ hỏi Harden tại sao anh lại làm công việc này, quá mất mặt mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Harden mỉm cười và nói, tiền kiếm được từ công việc gác cổng cũng là một loại tiền công lao động, chẳng có gì để mất mặt cả. Đó không phải là vấn đề làm ảnh hưởng đến thân phận. Miễn là tôi làm việc chăm chỉ, tôi chắc chắn sẽ có được hồi đáp xứng đáng. Thực chất, trong thâm tâm Harden còn có những suy nghĩ sâu sắc hơn. Tục ngữ có câu, tòa tháp cao 9 tầng cũng phải được xây dựng từ đống bụi đất. Hành trình càng ngàn dặm được bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Công việc này chỉ là một điểm tựa, từ nay về sau, bản thân họ phải có những nỗ lực riêng của mình để phấn đấu, tích lũy sức lực, cuối cùng sẽ tìm ra cách tốt nhất để kiếm tiền. Harden rất trân trọng công việc bảo vệ này. Trong quá trình làm việc, anh rất có trách nhiệm và trung thành với nhiệm vụ của mình. Sau giờ làm việc, anh dành toàn bộ thời gian để đọc thêm nhiều loại sách kinh tế và tài chính và kiến thức cũng được cải thiện rõ rệt. Những biểu hiện xuất sắc trong công việc của Harden đã thu hút sự chú ý của ông chủ cửa hàng đồ Tây. Ông phát hiện ra rằng bộ não của Harden rất thông minh và ông nói với Harden, chàng trai trẻ, tại sao cậu không thử sức ở vị trí kinh doanh của tôi chứ? Tôi nghĩ rằng ở đó sẽ cần cậu hơn.
Hayden khiêm tốn trả lời, tôi rất cảm ơn sự tín nhiệm của ngài, thưa ngài, tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Chẳng mấy chốc, Hayden được điều chuyển sang bộ phận kinh doanh với tư cách là nhân viên bán hàng. Hayden vẫn như mọi khi, hiệu suất công việc vẫn luôn tốt và dần dần được nâng cấp thành giám đốc. Thu nhập của ông cũng tăng lên đáng kể. Vào thời điểm này, nhiều người nhìn Hayden với cặp mắt khác xưa. Khi gặp Hayden, mọi người đều hết lời khen ngợi. Hayden, anh thật tuyệt vời. Và Hayden luôn nói một cách hời hợt. Thực ra cũng không có gì tuyệt cả, chỉ là tôi đã bước đi từng bước một và không cho phép bản thân được lười biếng. Một Hayden tràn đầy ý chí tham vọng sẽ không vì điều đó mà cảm thấy hài lòng. Ông tin rằng thời cơ phù hợp để mình khởi nghiệp đã đến rồi. Năm 1901, ông tìm lý do để rời khỏi vị trí công việc của mình và bắt đầu hoạt động độc lập. Công ty kinh doanh được thành lập bởi Hayden có tên là Cửa hàng Đồ Tây Hayden, chủ yếu hoạt động kinh doanh hàng hóa nước ngoài. Vào thời điểm đó, sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài tại thị trường Trung Quốc không quá mạnh mẽ và người tiêu dùng khó có thể so sánh hàng hóa với thị trường xung quanh. Vì vậy, công việc kinh doanh của ông đã đạt được lợi nhuận cao. Trong một vài năm, số vốn đầu tư của ông đã tăng lên gấp nhiều lần. Với sự gia tăng vốn, Hayden đã có những bước tăng tốc theo đuổi và bắt đầu kinh doanh bất động sản và cho vay nặng lãi. Ông thường mua đất từ một số người đang cần tiền gấp, vì vậy ông đã hạ giá tiền xuống rất thấp. Người bán vẫn phải nghe theo và đồng ý bán nó. Sau đó, ông đem mảnh đất được mua với giá thấp cho người khác thuê để xây nhà và thu hồi nó sau một thời gian nhất định. Như vậy thì ngay cả căn phòng cũng thuộc sở hữu của ông. Ngoài ra, bản thân ông đã đầu tư xây dựng một tòa nhà để cho thuê và ông cũng đã thu được một số lợi nhuận đáng kinh ngạc. Bằng cách này, ông nhanh chóng trở thành một trong những người giàu có nổi tiếng trên bãi biển. Các thương nhân Do Thái chính là như vậy. Họ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và bắt đầu từ một chút. Ngay cả khi điểm khởi đầu của họ chỉ là rất nhỏ, tất cả họ đều nghĩ rằng điều đó không thành vấn đề. Chỉ cần cho họ một điểm tựa và người Do Thái có thể tạo dựng được sự nghiệp. Đây chính là sự thông minh của người Do Thái, bởi vì họ có dũng khí và can đảm để làm bất cứ điều gì. 34. Đặt mục tiêu rõ ràng và làm việc không mệt mỏi. Người Do Thái tin rằng thường những việc họ có thể làm được đều phải được thực hiện bởi chính họ và họ không bao giờ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Thượng Đế. Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta phải có một mục tiêu rõ ràng phù hợp với bản thân, nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu của chính mình. Khi gặp thất bại, phải giỏi thích nghi và giải quyết vấn đề. Người Do Thái có một câu châm ngôn, hy vọng hoàn thành tất cả công việc của bản thân là con người, hy vọng hoàn thành những gì mình muốn là Thượng Đế. Câu này nói rằng nếu bạn muốn đạt được sự nghiệp thành công, bạn phải có một mục tiêu cao cả, vượt qua chính mình và để đạt được kết quả nổi bật. Người Do Thái tin vào nguyên tắc này rằng tất cả những gì bản thân có thể làm thì tự mình phải làm và tuyệt đối không thể nhờ đến sự giúp đỡ của Thượng Đế. Khi đối mặt với những khó khăn, nguyên tắc mà người Do Thái luôn duy trì đó là hãy thừa nhận những gì đang xảy ra và chịu đựng những thay đổi mà sự nghèo khó có thể mang lại. Doanh nhân người Do Thái Rosenwald, cổ đông lớn nhất của công ty Sierbach, cửa hàng bách hóa lớn nhất nước Mỹ, cũng là nhân vật nổi tiếng của cộng đồng doanh nghiệp toàn nước Mỹ thế kỷ 20. Tuy nhiên, ít người biết rằng người đàn ông giàu có khi bắt đầu kinh doanh quần áo đã trải qua biết bao nhiêu thất bại và khó khăn khi mới bắt đầu khởi nghiệp. Năm 1862, Rosenwald sinh ra trong một gia đình người Do Thái ở Đức. Khi còn nhỏ, ông chuyển đến Bắc Mỹ cùng gia đình và định cư tại Springfield, Illinois. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Rosenwald phải tự mình kiếm tiền từ sớm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đến cửa hàng quần áo ở New York để chạy việc vặt và làm một số công việc tạp vụ. Ngay từ khi còn nhỏ, Rosenwald đã nhận được sự giáo dục của người Do Thái. Điều đó giúp cho họ có tinh thần chịu khổ, làm việc chăm chỉ. Ông tin chắc rằng mỗi người đều có đường lui cho chính mình, miễn là một người chọn ra cho mình một mục tiêu và sau đó kiên trì nỗ lực để tiến tới mục tiêu đó. Với ý chí kiên cường đó, thắng lợi nhất định sẽ đến với những người có lòng. Theo tinh thần này, Rosenwald đã dốc hết sức để kiếm được hàng trăm đô la. Tôi muốn trở thành chủ cửa hàng quần áo. Đây là mục tiêu phấn đấu của Rosenwald. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc chú ý học tập và chú ý quan sát đến động thái thị trường trong lúc làm việc, ông còn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho việc học kiến thức kinh doanh và tìm đọc những cuốn sách và tạp chí liên quan. Đến năm 1884, ông nghĩ rằng mình có một số kinh nghiệm và một số tiền nhỏ và quyết định mở cửa hàng quần áo của riêng mình. Tuy nhiên, sau khi cửa hàng của ông khai trương, công việc kinh doanh ảm đạm vắng như chùa Bà Đanh. Sau hơn một năm hoạt động, ông đã mất tất cả số tiền kiếm được của những tháng ngày làm việc chăm chỉ trong nhiều năm qua. Cửa hàng đành phải đóng cửa và Rosenwald rời New York với sự thất vọng và quay trở lại Illinois. Rút kinh nghiệm xương máu, Rosenwald liên tục nghĩ về lý do thất bại của mình và tiếp tục liên lạc với các chủ cửa hàng liên quan về con đường kinh doanh. Sau đó, cuối cùng ông cũng tìm ra lý do cho sự thất bại.
Quần áo là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng nó cũng là một vật trang trí, vừa thiết thực vừa mới lạ. Đây mới là thứ có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng. Còn cửa hàng quần áo đang hoạt động của họ lại không có tính đặc biệt và không có ý tưởng mới nào cả. Kết hợp với thực tế là cửa hàng của họ mới thành lập, không có danh tiếng và cũng không có kênh bán hàng, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Sau khi tìm ra lý do tại sao khiến họ gặp bất lợi khi xuất quân, Rosenwald đã quyết tâm cải thiện điều đó. Ông vừa đến trường thiết kế quần áo để học, đồng thời tiến hành nghiên cứu về thị trường quần áo, đặc biệt là chuyên tâm nghiên cứu về thời trang của các nước trên thế giới. Một năm sau, ông có thêm nhiều kinh nghiệm trong thiết kế thời trang và ông cũng nhìn thấy xu hướng thị trường một cách rõ ràng hơn. Vì vậy, ông quyết định dồn hết sức để làm lại. Ông đã vay vài trăm đô la từ bạn bè và mở một cửa hàng gia công quần áo đầu tiên ở Chicago chỉ với 10 mét vuông. Ngoài việc thể hiện phong cách quần áo mới của riêng mình, cửa hàng quần áo của ông cũng có thể cải thiện quần áo thành phẩm theo nhu cầu của khách hàng và thậm chí thiết kế lại theo yêu cầu của khách hàng. Vì phong cách thiết kế quần áo đa dạng, sự mới lạ và cách quản lý linh hoạt, ông nhanh chóng giành được sự đánh giá cao của khách hàng, việc kinh doanh rất thịnh vượng. 2 năm sau, ông đã mở rộng cửa hàng gia công quần áo của mình gấp chục lần và đổi tên cửa hàng quần áo thành một công ty quần áo để sản xuất hàng loạt các mẫu thời trang với số lượng lớn. Kể từ đó, ông đã kiếm được rất nhiều tiền và tạo được tên tuổi cho mình. Trong hành trình của cuộc đời mỗi con người thường sẽ có thất bại đi kèm và mọi người không cần phải bi quan như vậy. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của sự thành công của người Do Thái là có những mục tiêu của riêng mình và biến mục tiêu của mình thành một sự nghiệp để theo đuổi suốt đời. Vì vậy, đôi khi mục tiêu chính là một ngọn đèn luôn chờ đợi để được thắp sáng. 35. Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn muốn, dám nói không. Người Do Thái nổi tiếng là những người có tính tình tốt và nhiều người Do Thái là những người chồng tốt. Tuy nhiên, khi họ đối mặt với những gì họ thực sự muốn, thái độ của họ sẽ trở nên rất quyết đoán. Người Do Thái tin rằng những gì họ muốn sẽ không được phép từ bỏ. Nếu họ không đồng ý, họ sẽ không miễn cưỡng và dám nói không. Hãy nhớ rằng, bàn đàm phán không phải là nơi để kết bạn. Đã từng có người nhận xét về người Do Thái như thế này. Họ là những người thuộc phe phái hai mặt. Bình thường, họ luôn như một quý ông tốt bụng, gặp ai cũng tươi cười. Khi họ nói về kinh doanh, họ bám sát, theo dõi việc đó và họ không quan tâm đến thể diện của đối phương. Thật vậy, trong mắt người Do Thái, nói không là một kiểu quyền lợi và từ bỏ việc nói không tương đương với từ bỏ quyền lợi nên có. Trong gia đình người Do Thái, khi con cái không tán thành với quan điểm của bố mẹ, chúng sẽ trực tiếp nói không. Hơn thế, từ trước đến giờ, cử chỉ này chưa bao giờ được coi là vô lễ đối với cha mẹ. Bởi vì, ngay từ khi còn nhỏ, bọn trẻ đã được cha mẹ chúng dạy cách hiểu khi không đồng ý một chuyện gì đó, thì không nên miễn cưỡng và dám nói không. Khi xử lý công việc, rất nhiều người trong chúng ta vì giữ thể diện mà dùng các phương pháp nhượng bộ một cách không có quy tắc, nhưng họ lại không rõ mục đích thực sự của việc nhượng bộ đó là gì. Kết quả là đến cuối cùng, tự đưa mình vào bước đường cùng, còn đối thủ thì ở đó và quan sát những diễn biến thay đổi của họ. Những người này, ngoài việc thiếu sự hiểu biết về đàm phán ra, họ cũng có những nguyên nhân về tính cách. Họ sẽ không dễ dàng đồng ý nói không với đối thủ. Họ không đồng ý vì một chuyện nhỏ nhặt để làm mất thể diện, làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Họ sợ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai bên, ảnh hưởng đến mối quan hệ về sau. Người Do Thái rất giỏi trong việc nói không bởi vì họ biết rất rõ rằng đàm phán chính là khiến đối phương tán thành với ý kiến của mình và để giành thắng lợi cho bản thân nên mới đàm phán và sẽ từ chối với các điều khoản vi phạm quy tắc của họ. Theo quan điểm của người Do Thái, việc nói không là một vũ khí sắc bén với sức mạnh to lớn và việc nói không dễ dàng khiến người khác có quyền chủ động hơn. Một lần, ba doanh nhân Do Thái đến đàm phán kinh doanh với các nhà quản lý của một công ty nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Các đại diện của Hoa Kỳ đã có nhiều năm kinh doanh trên thương trường, có những mối quan hệ xã hội tốt và họ đã chuẩn bị sẵn sàng với dáng vẻ hùng hổ hăm dọa. Khi bắt đầu đàm phán, họ đã sử dụng biểu đồ, hình ảnh máy tính và các giáo lý khác nhau để chứng minh sự hợp lý của giá cả. Khi họ đọc xong tất cả thông tin, cũng là lúc 2 giờ đồng hồ đã trôi qua. Lúc này, ba doanh nhân Do Thái không nói một lời và im lặng lắng nghe. Các đại diện Hoa Kỳ cuối cùng đã kết thúc. Họ thở phào nhẹ nhõm và dựa vào chiếc ghế mềm, rồi hỏi các thương nhân Do Thái với giọng điệu kết thúc cuộc đàm phán: "Các anh thấy thế nào?" Một trong những doanh nhân Do Thái mỉm cười lịch sự và nói: "Chúng tôi không hiểu gì cả." "Cái gì?" đại diện Mỹ hỏi trong sự kinh ngạc. "Ý các anh là gì? Các anh không hiểu ở chỗ nào?" Một doanh nhân Do Thái khác trả lời một cách lịch sự: "Tất cả mọi thứ." Đại diện người Mỹ gần như đứng tim. "Nó bắt đầu từ lúc nào?" Ông vẫn miễn cưỡng thốt ra vài chữ đó. Thương nhân Do Thái thứ ba vẫn lịch sự nói: "Từ lúc bắt đầu nói về kinh doanh." Đại diện Mỹ mỉm cười bất lực, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Anh ta dựa lưng vào lưng ghế, tháo cà vạt và hỏi một cách uể oải: "Được rồi, các anh muốn chúng tôi phải làm gì?" Ba doanh nhân Do Thái cùng lúc trả lời một cách lịch sự: "Anh nhắc lại lần nữa đi."
Bây giờ người Do Thái đang ở trong một vị trí chủ động rồi, sự can đảm vốn có lúc ban đầu của đại diện Hoa Kỳ đã biến mất từ lâu. Ai có thể nhắc lại từ đầu đống tài liệu kéo dài trong 2 tiếng rưỡi đó chứ? Vì vậy, lời đề nghị về giá của phía Hoa Kỳ bắt đầu giảm và nó ngày càng trở nên bất lợi. Kết quả đương nhiên là các doanh nhân Do Thái đã có quyền chủ động để khống chế giá cả. Người Do Thái rất giỏi trong việc sử dụng thuật thay đổi diện mạo để đấu tranh cho quyền lợi của mình. Họ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho dù là nửa bước. Đôi khi, người Do Thái sẽ vô cùng khẳng khái, hào phóng, luôn tặng những nụ cười cho người khác. Tuy nhiên, một khi họ có liên quan đến quyền lợi của mình, người Do Thái sẽ rất chú tâm và luôn hướng về nó. Đừng bao giờ nghĩ rằng tiếng cười của họ có thể dự đoán sự thành công, thuận lợi của các cuộc đàm phán. Một khi bước vào các cuộc đàm phán thực tế, biểu hiện của người Do Thái chủ yếu là kiểu nắng mưa thất thường. Bất kể họ là ai, họ đúng là họ đúng, sai là sai và họ không hề nao núng về nguyên tắc. Do đó, diễn biến các cuộc đàm phán của người Do Thái thường sẽ trở thành các cuộc chửi bới lung tung. Có nhiều lúc, các cuộc đàm phán của người Do Thái sẽ phải kéo dài trong nhiều ngày và sẽ có những chuyện không vui trong ngày đầu tiên của cuộc đàm phán, càng không kể đến kết quả thành công như mong đợi. Tuy nhiên, vào ngày thứ hai sau cuộc cãi vã, người Do Thái đã thay đổi thái độ của họ trong ngày hôm qua. Họ vẫn mỉm cười và nói chuyện với nhau. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Thái độ của họ thay đổi nhanh chóng, điều này thực sự khiến mọi người thán phục. Tuy nhiên, trong các cuộc đàm phán, họ vẫn tập trung vào quyền lợi và lợi ích của chính họ và sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào. Người Do Thái tin rằng họ không được từ bỏ những gì họ muốn. Không đồng ý là không đồng ý, đừng miễn cưỡng và dám nói không. Đừng bao giờ nghĩ rằng những nhượng bộ tử tế của bạn sẽ làm cảm động đối phương và làm cho cuộc đàm phán trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Đây chỉ là suy nghĩ mong muốn của bạn mà thôi. Ngược lại, nếu bạn không có bất kỳ sự nhượng bộ cần thiết nào, thì bên kia sẽ càng không nhượng bộ, thậm chí được đằng chân lân đằng đầu, và điều đó sẽ ám chỉ rằng bạn cần phải nhượng bộ nhiều hơn. Do đó, không thể trao đổi sự nhượng bộ của bạn với nhượng bộ của đối phương. Bạn phải nhớ rằng, trên bàn đàm phán không phải là nơi để kết bạn. 36. Biện pháp luôn nhiều hơn sự khó khăn, việc nào cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Người Do Thái thường nói rằng biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Do đó, khi gặp khó khăn, bạn nên bình tĩnh và âm thầm tự nhủ với mình rằng sẽ có cách. Trên thực tế, tất cả mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Miễn là bạn sẵn sàng sử dụng bộ não của mình, học tập chăm chỉ và chuyển hướng suy nghĩ, bạn sẽ trở thành một người khôn ngoan. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp phải muôn vàn khó khăn. Vì vậy, chúng ta thử thách trí não của mình để tìm các hướng giải quyết đối phó. Nhưng thường thì cùng một sự việc sẽ có nhiều giải pháp khác nhau, trong đó nhất định phải nhanh gọn, hiệu quả, nhưng cũng tốn thời gian và công sức. Trên thực tế, mọi thứ đều có giải pháp của nó, miễn là bạn suy nghĩ kỹ, chọn một vài cách rồi so sánh, bạn có thể tìm ra cách đơn giản và dễ dàng nhất. Một số người đã đánh giá cao sự khôn ngoan của người Do Thái như thế này. Khi ba người Do Thái ngồi lại với nhau, họ có thể quyết định thế giới. Trí thông minh của người Do Thái được thể hiện ở khả năng sử dụng trí tuệ để tìm ra cách giải quyết và dễ dàng có được thành công. Trong Talmud nói, phương pháp luôn nhiều hơn khó khăn, việc nào cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Cái gọi là mánh khóe thực chất là một cách đơn giản và thông minh hơn. Đây giống như một anh hùng trên chiến trường, không nhất thiết là phải có một kỹ năng phi thường. Đôi khi, đó chỉ là một mẹo nhỏ sẽ khiến kẻ thù hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong học tập cũng như vậy, tại sao cùng một bài tập có những đứa trẻ chỉ mất 1 giờ để hoàn thành và một số trẻ lại tốn gấp đôi thời gian? Vì những đứa trẻ đó không biết cách tìm một số phương pháp vừa nhanh gọn mà lại mang lại hiệu quả. Người Do Thái thường sử dụng trí tuệ của riêng mình để suy nghĩ về một số mánh khóe và từ đó giành được thành công mà chẳng tốn chút công sức nào. Có một câu chuyện như thế này. Năm 1956, có một cuộc xung đột xảy ra giữa Israel và Ai Cập. Quân đội Israel đã cố gắng chiếm lấy bán đảo Sinai mà mục tiêu ban đầu là cứ điểm quan trọng của quân đội Ai Cập, đèo Mitra. Các tướng quân đồn trú của Ai Cập ở bán đảo Sinai chắc chắn hiểu rất rõ rằng một khi đèo Mitra thất thủ, bán đảo Sinai sẽ khó mà giữ được. Do đó, ngoài việc phái lực lượng hùng hậu để bảo vệ đèo núi, họ còn đóng quân ở bên lề để phối hợp tác chiến, phòng những việc xảy ra ngoài ý muốn. Với lực lượng phòng giữ hiện tại của chúng tôi, đèo Mitra tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, nhầm lẫn nào. Các nhà lãnh đạo của các đội quân khác nhau đều cam đoan như vậy. Vào một ngày tháng 10, 4 chiếc máy bay chiến đấu của Israel bất ngờ xuất hiện trên bầu trời của quân đội Ai Cập tại đèo Mitra. Không xong rồi, kẻ thù đang đến để tấn công chúng ta. Tất cả vào vị trí và chuẩn bị chiến đấu. Chỉ huy ra lệnh chiến đấu. Những người lính Ai Cập lần lượt tiến vào hầm, giơ súng trường tự động, dựng súng máy tầm cao và chuẩn bị ngắm bắn. Tuy nhiên, các máy bay chiến đấu của Israel không bắn súng vào các vị trí của người Ai Cập. Họ cũng không ném bom. Họ gầm lên và bất ngờ xà xuống, rồi bỗng nhiên lao thẳng tới trời xanh. Khi bay thấp,
Nó cách mặt đất 4 mét và khi được nâng lên lại không thể tìm thấy tung tích nào của nó. Các sĩ quan và quân đội đang đứng ở đó nhìn và họ không thể hiểu rốt cuộc máy bay chiến đấu của Israel đang muốn làm gì. Đừng nhìn một cách ngu ngốc như vậy nữa, mau gọi điện báo cáo tình hình với cấp trên đi. Không rõ là ai đã nhắc nhở điều đó, vì vậy các sĩ quan vội vàng nhấc điện thoại và chuẩn bị báo cáo với cấp trên. Nhưng sau khi gọi trong một thời gian dài, điện thoại không thể nghe thấy âm thanh. Ôi chúa ơi, những chiếc máy bay chết tiệt đó đã cắt đường dây điện thoại của chúng ta. Chúng ta có thể làm gì được chứ? Sự việc chính là như thế, sử dụng mái chèo hình xoắn ốc và cánh của máy bay quân sự để cắt đứt đường dây điện thoại của quân đội Ai Cập. Các sĩ quan và quân đội của quân đội Ai Cập đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lúc này, một trận chiến lớn bắt đầu. Khi toàn bộ quân đội ở trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu, quân đội Israel chỉ sử dụng 4 máy bay chiến đấu để cắt đứt đường dây điện thoại của quân đội Ai Cập, khiến họ mất viện trợ từ bên ngoài và xác suất chiến thắng trong cuộc chiến là lớn hơn nhiều. Một câu chuyện rất đơn giản nhưng rất có ý nghĩa. Đấu tranh trực diện, sử dụng súng thật có thể không thể giành chiến thắng. Lúc này, cần phải bắt đầu nghĩ về một số mánh khóe. Trong mắt người Do Thái, những việc không có chủ ý và suy nghĩ kỹ lưỡng, nhân vật hành động liều lĩnh là điều không hề mong muốn nhất. Có một câu chuyện như thế này trong Cựu Ước của Kinh Thánh. Một ngày nọ, hai người phụ nữ đến gặp nhà vua Solomon. Trong đó có một người nói, "Thưa bệ hạ, người phụ nữ này sống với tôi. Mỗi người chúng tôi đã sinh ra một bé trai. Một đêm nọ, cô ấy vô tình đè chết đứa con của mình. Người phụ nữ ác độc này không thương tiếc cho con của mình. Vì điều đó mà nửa đêm, nhân lúc tôi ngủ say, đã bí mật bế con của tôi đi và đặt nó lên giường của cô ta. Sau đó mang đứa bé đã chết đặt lên trên giường của tôi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy để cho con ăn và thấy rằng con đã chết rồi. Nhìn kỹ thì phát hiện ra đó không phải là con tôi." Một người phụ nữ khác nói, "Không phải, đứa trẻ còn sống là con của tôi, đứa trẻ đã chết mới là con của cô." Người phụ nữ thứ nhất trả lời, "Không phải, đứa trẻ còn sống là con của tôi, đứa trẻ đã chết mới là con của cô." Người phụ nữ thứ nhất trả lời, "Không phải, đứa bé chết là con của cô, đứa bé còn sống là con của tôi." Cứ như vậy, hai người phụ nữ làm ầm lên trước mặt nhà vua Solomon. Solomon không thể tìm thấy một giải pháp tại thời điểm này. Đột nhiên, trong đầu ông bỗng nảy ra một sáng kiến. Ông nói với những người xung quanh, "Hãy lấy một con dao đến đây." Ngay sau đó, thuộc hạ mang dao đến. Vua Solomon ra lệnh, "Nếu tất cả họ đều nói rằng đứa trẻ này là của họ, vậy thì hãy chia đứa trẻ còn sống này thành hai nửa, một nửa cho người phụ nữ này và một nửa cho người phụ nữ kia. Làm như vậy là công bằng rồi." Một người phụ nữ nhanh chóng khẩn cầu, "Bệ hạ, xin người đừng giết đứa trẻ này, xin hãy giao nó cho người phụ nữ kia." Người phụ nữ kia không có bất cứ động tĩnh gì, gương mặt tỏ rõ vẻ đắc ý. Lúc này, vua Solomon vội vàng quát tháo ra lệnh, "Đừng giết đứa trẻ này, hãy đưa nó cho người phụ nữ thứ nhất, bởi vì cô ấy là mẹ đẻ của đứa trẻ." Người Israel sau khi nghe phán quyết anh minh của Solomon vô cùng khâm phục ngưỡng mộ ông. Họ biết rằng Chúa ban cho ông trí tuệ để cho phép ông phán xét vụ án một cách công bằng. Solomon thực không hổ danh là một vị vua nhìn xa trông rộng. Ông chau mày một cái và có thể giải quyết một trường hợp khó khăn. Người phụ nữ độc ác này muốn giành được tình yêu của mọi người nhưng không thành. Cô ta còn muốn chia đứa trẻ thành hai nửa để thỏa mãn sự cân bằng yếu tố tâm lý của mình. Nhưng Thượng Đế luôn công bằng và những người Do Thái thông minh tìm thấy mấu chốt để giải quyết vấn đề. Vì vậy cuối cùng chính nghĩa cũng đã đánh bại cái ác. Khi gặp phải vấn đề hoặc khó khăn, chúng ta không nên lùi bước, càng không nên hoảng sợ, mà hãy học hỏi tinh thần của người Do Thái và âm thầm tự nhủ rằng sẽ có cách. Hãy tin vào chính mình, trí tuệ và cảm hứng sẽ luôn phát huy tác dụng một cách kịp thời. Miễn là bạn suy nghĩ kỹ, chắc chắn bạn sẽ tìm ra mánh khóe để giải quyết vấn đề. Vẫn là câu nói cũ, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. 37. Đừng tính toán chuyện được mất nhất thời, thả dây dài để câu cá lớn. Để đạt được sự giàu có, chúng ta phải nhìn vấn đề từ góc độ dài hạn và phân tích mọi thứ với quan điểm phát triển. Người Do Thái rất giỏi trong việc nhìn ra giá trị kinh tế của những thứ đang phát triển bằng con mắt nhạy bén. Và sau đó, thả dây dài để câu cá lớn, và họ không cần tính toán về những lợi ích và tổn thất nhất thời. Talmud nói, hãy cẩn thận cân nhắc những ưu và khuyết điểm trước đó, đừng có những hành động mù quáng. Câu này có sức ảnh hưởng rất lớn đến các thương nhân Do Thái. Người Do Thái thông minh đều hiểu được đạo lý, thả dây dài câu cá lớn. Chúng tôi luôn đặt ra cho mình những mục tiêu và nhiều mục tiêu đan xen lẫn nhau, vì vậy sẽ có những ưu tiên. Sự thông minh của người Do Thái là họ luôn nắm bắt kịp thời các mục tiêu chính. Họ tin rằng mấu chốt để chiến thắng và đạt được sự giàu có nằm ở việc xem xét mọi thứ với quan điểm phát triển lâu dài và nắm bắt các mục tiêu chính để đạt được thành công tốt hơn. Người Do Thái cho rằng họ phải học cách sử dụng con mắt nhạy bén để thấy giá trị kinh tế được tạo ra bởi những thứ đang trong quá trình phát triển và sau đó thả dây dài để câu cá lớn, không tính toán đến những lợi ích và mất mát nhất thời.
trong cộng đồng người Do Thái có lưu truyền một câu chuyện triết lý như thế này. Ngày xưa, có hai người đói bụng đang xin ăn trên đường. Một ngày nọ, họ gặp một trưởng lão nhân ái. Trưởng lão hứa sẽ giúp đỡ họ. Vị trưởng lão nói rằng, ở đây tôi có một chiếc cần câu và một chiếc làn có con cá lớn, và hai bạn có thể tự do lựa chọn. Vậy là, một người muốn con cá, người còn lại lấy chiếc cần câu, và sau đó mỗi người đi một ngả. Người lấy con cá đã dùng củi khô để đốt lửa và luộc cá. Anh ta ăn như hổ đói ngay cả khi con cá còn chưa kịp dậy mùi hương. Trong nháy mắt, ngay cả cá với súp cũng bị anh ta ăn hết sạch. Chẳng mấy chốc, anh nằm cạnh chiếc làn trống rỗng và ôm chiếc bụng đói. Người kia tiếp tục chịu đựng cơn đói, cầm chiếc cần câu và tiến về phía bãi biển. Nhưng khi nhìn thấy đại dương xanh không còn xa ở phía trước, chút sức lực cuối cùng của anh cũng đã hết rồi. Anh ta thất thần buông tay, chỉ có thể nhìn về phía đó với ánh nhìn đầy nuối tiếc. Sau đó, lại có hai người Do Thái đói khát xuất hiện và họ cũng nhận được cần câu và giỏ cá từ trưởng lão. Nhưng họ không theo kiểu đường ai nấy đi, mà quyết định cùng nhau đi tìm biển. Họ chỉ nấu một con cá, đủ để lấp đầy dạ dày của họ là được. Sau một chuyến đi dài, họ cũng đã đến bãi biển và từ đó hai người bắt đầu những tháng ngày kiếm sống bằng công việc đánh cá. Vài năm sau, họ xây một ngôi nhà, mỗi người đều có gia đình và con cái của riêng họ. Họ có những chiếc thuyền đánh cá của riêng mình và sống một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh. Do đó, nếu một người chỉ chú ý đến lợi ích trước mắt, thứ mà họ nhận được sẽ chỉ là niềm vui ngắn ngủi. Một người có mục tiêu cao chỉ có thể trở thành một người thành công nếu anh ta biết cách kết hợp lý tưởng của mình với thực tế. Đôi khi, một đạo lý đơn giản là đủ để đưa ra một gợi ý đầy sâu sắc cho cuộc sống có ý nghĩa. Ngoài ra, còn có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trong dân tộc Do Thái. Cohen là một điệp viên cao cấp của các cơ quan tình báo Israel. Để có được bí mật quân sự Syria, ông đã bí mật vào cơ quan tình báo Syria và đảm nhiệm vai trò cố vấn. Trong Thế chiến thứ hai, các phần tử Đức Quốc xã đã tàn sát và giết hại người Do Thái một cách điên cuồng. Do đó, sau chiến tranh, Israel, vốn bị thống trị bởi dân tộc Do Thái, đã nhận trách nhiệm truy đuổi các phần tử Đức Quốc xã đã trốn thoát và đạt được những thành quả to lớn. Một lần, Cohen được thông báo rằng cựu chiến binh Đức Quốc xã Ferdinand Mart đang ẩn náu ở Syria. Franz là kẻ giết 6 triệu người Do Thái. Đây là tên cầm đầu đã bị truy đuổi từ rất lâu. Nếu bắt được phần tử Đức Quốc xã này, thì tinh thần của các công dân Israel và tinh thần của các sĩ quan sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Cohen ngay lập tức gửi thông tin này cho Mosadi, một quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Israel, và đề nghị rằng tên đao phủ Đức Quốc xã đó nên tự mình giải quyết. Lời đề nghị này quả thực có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng Mosadi đã ra lệnh cho Cohen: đừng hành động, xin hãy từ bỏ mục tiêu này. Về lý do duy nhất, chỉ có Mosadi là người hiểu, việc xóa bỏ danh tính của Franz chắc chắn sẽ làm bại lộ danh tính của Cohen. Vào thời điểm đó, tình hình ở Trung Đông rất căng thẳng. Nhiệm vụ chính của Cohen là thu thập thông tin tình báo quân sự của Syria. Mặc dù Franz có tội ác không thể tha thứ, nhưng nó không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Israel ở vào thời điểm hiện tại. Và Syria rất muốn chuẩn bị cho cuộc chiến với Israel. Ngược lại, Mosadi chắc chắn đồng ý hy sinh một mục tiêu thứ yếu để nắm bắt được một mục tiêu lớn hơn. Cohen nhận được mệnh lệnh từ trụ sở và anh ta không bằng lòng với điều đó, vì vậy anh ta hỏi lại: hãy để tôi gửi một quả bom cho phần tử Đức Quốc xã đó để đe dọa hắn. Mosadi vẫn chỉ thị cũ: đừng hành động, xin hãy từ bỏ mục tiêu này. Là một gián điệp, Cohen phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên của mình. Anh không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ cơ hội ám sát. Sau đó, Cohen cuối cùng cũng hiểu được ý định của trụ sở và tập trung vào việc thu thập các thông tin về tình hình chuẩn bị cho chiến tranh của Syria. Ông thấy rằng ở cao nguyên Golan, quân đội Syria đang xây dựng một pháo đài kiên cố và liền gửi thông tin này đến trụ sở. Chẳng mấy chốc, cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 3 đã nổ ra và Israel nhanh chóng chiếm được cao nguyên Golan dựa trên thông tin do Cohen cung cấp, từ đó giúp Israel giành được chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 3. Người Do Thái nói với con cái họ rằng để có được sự giàu có nên sử dụng cái nhìn dài hạn để xem xét vấn đề và phân tích mọi thứ với quan điểm phát triển. 38. Quan sát cẩn thận phép màu tạo ra sự giàu có. Quan sát cẩn thận là cơ sở để hiểu biết mọi thứ và nắm vững kiến thức. Càng quan sát kỹ, bạn sẽ càng nhận biết sự việc một cách sâu sắc hơn. Người Do Thái tin rằng phép lạ bắt nguồn từ sự sáng tạo và được tạo ra bởi sự quan sát và khám phá của họ. Thật vậy, nhiều lúc cơ hội xuất hiện chẳng qua chỉ là vì một người có tâm thêm chút trí tưởng tượng phong phú vào một sự vật thường gặp mà thôi. Tất cả các bậc cha mẹ đều rất coi trọng việc nuôi dưỡng con cái và họ rất ngưỡng mộ với những đứa trẻ có trí thông minh vượt trội. Như mọi người đều biết, trí thông minh được hình thành và phát triển trong quá trình trẻ em nắm bắt kiến thức, nhưng bề rộng và chiều sâu của kiến thức phụ thuộc vào mức độ nhận thức của những sự vật mang tính khách quan.
Do đó, quan sát cẩn thận là cơ sở để hiểu sự vật và nắm vững kiến thức. Bạn càng quan sát kỹ, bạn càng nhận biết sự vật một cách sâu sắc hơn. Dân tộc Do Thái là một dân tộc với sự quan sát cẩn thận. Họ có thể tìm thấy các cơ hội kinh doanh dựa trên những sự việc chi tiết và luôn nắm bắt cơ hội ở những nơi mà người khác thường bỏ qua. Họ có một câu chuyện cho mọi người biết rằng chi tiết có thể quyết định thành công hay thất bại. Trong một đội bóng chuyên nghiệp, tỷ lệ đánh trung bình của mỗi người đánh bóng là 25%. Nghĩa là vận động viên trung bình có thể đánh trúng bóng một lần trong số 4 cơ hội đánh bóng. Nếu một vận động viên có được thành tích như vậy, anh ta có thể được xếp vào một đội bóng tốt với vị trí thứ hai. Bất kỳ người chơi nào có tỷ lệ trúng trung bình hơn 30% đều được coi là một ngôi sao lớn. Tuy nhiên, vào cuối mùa giải, chỉ có 11-12 người có điểm trung bình là 0,3. Ngoài việc tận hưởng những sự đãi ngộ cao nhất trong thế giới bóng chày, họ sẽ nhận được hàng triệu đô la tiền lương và các công ty lớn sẽ mời họ để quảng cáo. Trên thực tế, sự khác biệt giữa một người đánh bóng vĩ đại và một người chơi hàng thứ hai chỉ là 1/20. Cứ 20 lần đánh, cầu thủ hàng thứ hai đánh trúng 5 lần và cầu thủ ngôi sao đánh trúng 6 lần, khoảng cách chỉ là một pha bóng. Cuộc sống của chúng ta cũng như một trận bóng chày, từ tốt đến cực phẩm thường chỉ là một bước nhỏ. Vậy làm thế nào để bạn nuôi dưỡng thói quen quan sát chi tiết? Người Do Thái cho rằng để nuôi dưỡng thói quen như vậy, chúng ta phải bắt đầu từ trẻ em. Vì vậy, họ đặc biệt chú ý đến việc nuôi dưỡng thói quen cẩn thận của trẻ. Họ sẽ nói với con cái rằng, khi quan sát sự vật, điều quan trọng nhất là tập trung quan sát. Nhưng sự kiên trì của việc tập trung quan sát đó lại phụ thuộc vào hứng thú của người quan sát đến đối tượng được quan sát. Do đó, khi cha mẹ hướng dẫn trẻ quan sát, ngôn ngữ cần sống động và thú vị, thường kèm theo đó là giọng điệu ngạc nhiên, như thể đột nhiên tìm thấy thứ gì đó, thu hút họ quan sát một sự vật bình thường. Nếu bạn có thể cho con chạm, ngửi, nghe, nếm và tận dụng triệt để các giác quan để nhận thức mọi thứ, nó sẽ khiến trẻ thích thú hơn và khiến việc quan sát trở nên tỉ mỉ và lâu dài hơn. Người Do Thái tin rằng khi sự chú ý của đứa trẻ không còn tập trung, ta nên chuyển hướng chúng sang một thứ khác, khiến chúng có một mối quan tâm rộng rãi về những thứ xung quanh mình. Càng quan tâm, kiến thức sẽ càng rộng. Cùng với sự phát triển về độ tuổi của trẻ, cha mẹ có thể liên tục đặt câu hỏi truyền cảm hứng cho trẻ để chúng ý thức việc quan sát những thay đổi trong sự vật và tìm mối liên hệ giữa các sự vật, thậm chí là những khác biệt rất nhỏ. Sau đó, trẻ tự nhiên sẽ hình thành thói quen này. Một lần gặp một điều mới mẻ nào đó, chúng sẽ cẩn thận quan sát nghiên cứu và tìm ra lý do. Bằng cách này, kiến thức sẽ liên tục làm phong phú bộ não của trẻ. Phép lạ được tạo ra từ cách quan sát và khám phá cẩn thận. Nhiều khi, lý do cho sự xuất hiện của phép lạ rất đơn giản, chỉ là vì một người chu đáo, thêm chút trí tưởng tượng phong phú vào một sự vật thường gặp mà thôi. 39. Mở khóa không phải lúc nào cũng có thể sử dụng chìa khóa, giải quyết vấn đề cần vượt qua những thứ thông thường. Người Do Thái thường nói rằng, mở khóa không thể lúc nào cũng sử dụng chìa khóa, và việc giải quyết vấn đề không phải lúc nào cũng có thể dựa trên các phương pháp thông thường. Cánh cửa của cuộc sống không hề có chìa khóa. Vào thời điểm quan trọng của định mệnh, điều mọi người cần nhất không phải là chìa khóa để tuân thủ các quy tắc, mà là một hòn đá có thể phá vỡ các chướng ngại vật, hoặc thậm chí chỉ là một con nhện không mấy hấp dẫn. Cho dù đó là cuộc sống hay công việc, nhiều vấn đề không phải lúc nào cũng được giải quyết theo các thói quen hay phương pháp thông thường. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vấn đề cũng là quá trình luyện tập cho bộ não. Bất cứ khi nào có quá nhiều vấn đề xảy ra, bạn đừng ngại ngùng và thử nhìn nhận sự việc ở một góc nhìn khác, để xem liệu bạn có thể tìm thấy một cơ hội mới hay không. Phương pháp đều do con người nghĩ ra, theo đuổi tưởng tượng, trải nghiệm và đừng để bị trói buộc trong lối tư duy sẵn có. Như vậy mới có thể giúp trí não linh hoạt hơn. Việc thay đổi phương thức và lối tư duy cũng có thể sẽ gặp cơ hội ngay trong những khó khăn. Nhiều người luôn sử dụng các phương pháp hoặc công cụ cũ để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, một khi các điều kiện bên ngoài không còn tồn tại hoặc có sự thay đổi, họ sẽ vô cùng lúng túng và thậm chí nghĩ rằng họ đang ở trong một tình huống tuyệt vọng. Trên thực tế, nhiều cách và phương tiện để giải quyết vấn đề cũng do những người đi trước để lại. Một vài trong số chúng có thể không còn phù hợp với tình huống hiện nay. Điều này đòi hỏi phải khai thác và phát triển tư duy ngược của não bộ để chúng có thể thực sự thích nghi với tình huống, tránh sự bấn loạn khi đối mặt nguy hiểm, sử dụng đầu óc thông minh và suy nghĩ phóng khoáng để giải quyết các vấn đề khác nhau. Có một phương châm nổi tiếng trong Talmud: mở khóa không phải lúc nào cũng sử dụng chìa khóa, giải quyết vấn đề không thể luôn dựa vào các phương pháp thông thường. Người Do Thái luôn có thể nghĩ ra cách đối mặt với vấn đề và nghĩ ra những cách mới đầy độc đáo để có thể giải quyết vấn đề và đạt được thành công. Điều mà họ không mong muốn nhìn thấy nhất chính là khuôn mặt của 1.000 người đều giống nhau. Có một tỷ phú người Do Thái, ông có 2 người con trai. Người đàn ông giàu có đã suy nghĩ rất kỹ về việc nên để người con trai nào được thừa kế gia tài.
Nhưng rốt cuộc thì ông vẫn không đưa ra được quyết định cho mình. Một lần khi ông nhớ lại quãng thời gian dành tuổi trẻ để xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông đột nhiên tìm thấy một cách tốt để kiểm tra những đứa con trai của mình. Ông khóa cổng lớn lại, đưa hai cậu con trai đến một thành phố cách nhà khoảng 100 dặm, sau đó đưa ra cho chúng một thử thách khá khó. Ai trả lời được, người đó sẽ được thừa kế công việc kinh doanh gia đình. Ông lần lượt đưa cho hai người con trai mỗi người một chùm chìa khóa và một con ngựa để xem ai là người đầu tiên trở về nhà và mở cửa trước. Con ngựa chạy rất nhanh và hai anh em gần như trở về nhà cùng một lúc. Nhưng khi đối mặt với cánh cửa bị khóa, cả hai người đều khá lo lắng. Người anh trai đã thử mở hết lượt này đến lượt khác nhưng vẫn không thể tìm thấy cái nào phù hợp nhất từ chùm chìa khóa lớn. Còn người em trai lại khó xử vì cậu ta không có chìa khóa, vì cậu ta mải nhìn đường nên đánh rơi chùm chìa khóa lúc nào cũng không hay. Hai người lo lắng đến toát mồ hôi. Đột nhiên, cậu em trai vỗ vào đầu và nói có cách rồi. Cậu ta tìm thấy một hòn đá. Trong vài phút, cậu dùng nó đập khóa và đi vào nhà một cách dễ dàng. Đương nhiên, quyền thừa kế thuộc về người em trai. Từ xưa đến nay, người Do Thái luôn hiểu rằng cánh cửa cuộc đời thường không có chìa khóa. Vào thời điểm quan trọng của số phận, điều mọi người cần nhất không phải là chìa khóa để tuân thủ các quy tắc, mà là một hòn đá đập vỡ chướng ngại vật. Người Do Thái hiện đại cũng hiểu rất rõ đạo lý này. Trong Talmud có kể lại một câu chuyện như thế này. Vua David của Do Thái chưa bao giờ để ý đến những con nhện, nghĩ rằng chúng đang mắc lưới ở khắp mọi nơi. Chúng là những con quái vật vô dụng, bẩn thỉu. Vì vậy ông rất ghét chúng. Tuy nhiên, trong một cuộc chiến, ông bị bao vây bởi kẻ thù và tất cả các vũ khí đã bị tịch thu. Khi chạy trốn, vua David đã trốn vào một hang động. Ông bi quan nghĩ rằng ngay cả khi ông có một cơ thể mạnh mẽ sẽ rất khó để chặn lính địch khi mà trong tay ông không có bất cứ khí giới nào và ông sẽ chết ở đây. Ngay trong thời khắc tuyệt vọng thì vua David phát hiện ra con nhện. Ông bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ, đó là đặt những con nhện ở cửa hang. Chẳng mấy chốc, con nhện đã tạo ra một lưới dày đặc ở lối vào hang. Sau một thời gian, khi quân lính đến cửa hang, họ ở lại đây một thời gian dài, thấy mạng nhện ở lối vào hang đã thưa dần và vua David cũng đã được cứu. Theo suy nghĩ thông thường, mọi người luôn cho rằng để chiến thắng kẻ thù nhất định phải dựa vào vũ khí mạnh mẽ. Tuy nhiên, ai có thể nghĩ rằng vào một thời điểm quan trọng, một con nhện chẳng mấy ưa nhìn kia lại thực sự đã cứu mạng vua David. Do đó, khi gặp khó khăn, chúng ta phải xem xét vấn đề từ nhiều khía cạnh và giỏi trong việc sử dụng vay mượn nhiều công cụ khác nhau. Bởi vì để mở ra cánh cửa cho trí tuệ không nhất thiết là chìa khóa, đôi khi nó là một hòn đá đập vỡ chướng ngại vật hoặc thậm chí là một con nhện chẳng mấy hấp dẫn. 40. Tìm giá trị hữu dụng từ sự vô dụng. Có một câu nói khiến người tỉnh ngộ trong bài thơ triết học của Tagore. Khi bạn để tất cả những sai lầm ngoài cửa, chân lý cũng đã bị từ chối rồi. Câu nói này mang một ý nghĩa sâu sắc cho thế giới thấy rằng những sai lầm về việc gây phiền nhiễu cho người khác cũng có giá trị cao. Người Do Thái cũng có quan điểm tương tự, chân lý sinh ra từ những sai lầm và mọi người tình cờ gặp chân lý trong quá trình phạm sai lầm. Tương tự, những thứ vô dụng miễn là bạn sử dụng bộ não của mình để nhìn nó từ một góc độ khác, nó có thể trở nên vô giá. Ở Hoa Kỳ, có một chàng trai trẻ tên Andres đã dành một vài năm để thu thập hơn 70.000 sản phẩm thất bại và tạo ra một phòng trưng bày sản phẩm thất bại kèm theo một lời thuyết minh ngắn gọn xúc tích. Bởi vì triển lãm này mang đến cho mọi người những cảnh báo thực tế và sâu sắc, sau khi mở cửa, những người đến đây đông nghịt, mang lại cho Andres một sự giàu có. Triển lãm các đồ dụng vô dụng bị bỏ đi thực sự đã tạo thành thành công. Liên tưởng đến một câu nói vui của phương Tây, cái gọi là rác là một thứ đồ tốt đã bị đặt sai chỗ, và kể từ vị trí được đặt, có thể tìm một nơi để di dời nó. Bất cứ ai tìm thấy vị trí, người đó có thể khiến rác tạo ra những điểm sáng tuyệt vời. Tại St. Louis, Hoa Kỳ, cũng có một phòng triển lãm thuốc giả thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả những thứ được trưng bày trước mắt công chúng đều là những thứ thuốc tây lừa người, hại người. Các du khách tham quan nhìn vật và suy nghĩ và họ nhận được một bài học giáo dục về chống hàng giả cực kỳ sâu sắc. Sau nhiều cảm xúc, họ thực sự đã cải thiện khả năng xác định hàng giả của chính mình. Đó là chính xác bởi vì các nhà thiết kế của triển lãm đã tìm thấy một nơi tốt để thu hút sự chú ý của mọi người đối với những thứ rác rưởi của hàng hóa giả mạo và họ đạt được thành công chưa từng có. Khi nhà khoa học vĩ đại Edison sáng chế bóng đèn sợi đốt, ông đã thử nghiệm 1.200 lần để tìm ra vật liệu dây tóc hiệu quả cao nhưng chưa nhận được kết quả nào làm hài lòng mình. Một người ngu ngốc và không biết gì đã trêu chọc và nói, anh đã thất bại 1.200 lần rồi. Không, Edison vặn lại, tôi đang chứng minh rằng có 1.200 loại vật liệu không phù hợp làm dây tóc bóng đèn. Đây chính là một thành tựu lớn. Nhà khoa học vĩ đại này đã sử dụng các tài liệu của vô dụng như một bằng chứng không thể chối cãi để tăng cường sự tự tin khi tiếp tục khám phá thử nghiệm mới.
hương vị của thất bại là rất đắng, nhưng bao hàm cả chân lý là sự ngọt ngào. Có thể thấy rằng sự thất bại trong kinh doanh chính là một kiểu người có tinh thần cao. Điều quan trọng là bạn phải sáng tạo mới có thể tìm mở ra một con đường mới. Một du khách lạc đường đến một nơi dân cư thừa thớt. Khi anh đi lang thang xung quanh, anh vô tình tìm thấy một cây phong lan lớn. Sau khi xác định cẩn thận, anh ta xác định rằng trong cây hoa phong lan đó có một thứ quý báu, đó là cây Flemish. Lữ khách rất ngạc nhiên và quyết định mang cây hoa về thành phố để bán. Lữ khách tìm thấy một nông dân và muốn mượn một chiếc cuốc. Khi người nông dân thật thà chất phác này hiểu được ý định của vị lữ khách này, anh ta vui vẻ đưa cuốc cho vị lữ khách, nhưng đưa ra một yêu cầu. Đi theo anh ta để xem loại hoa này trồng như thế nào, quả nhiên đã thu hút vị khách đó. Sau khi thấy nó, những người nông dân đã rất thất vọng. Hóa ra đó chỉ là loại cỏ tự sinh tự diệt. Chúng tôi ở đây chẳng ai cần loại cỏ vô dụng này. Chúng tôi đã cắt nó để nuôi những con bò, nhưng đến người chúng cũng chẳng thèm. Sau cuộc nói chuyện, những người nông dân rời đi đầy tiếc nuối. Vài ngày sau, lữ khách trở lại thành phố và mang về hàng chục cây Flemish. Anh ta bán nó rất nhanh và nó biến anh ta thành một người đàn ông giàu có. Trên thực tế, xét cho cùng, trên thế giới này không có thứ gì vô dụng hoàn toàn hay thất bại hoàn toàn, chỉ là cách mọi người sử dụng nó khác nhau mà thôi. Điều tương tự, trong mắt của những người khác nhau hoặc trong các tình huống khác nhau, chúng thường có giá trị khác nhau. Cuộc đời con người cũng như vậy, trời sinh ra tôi tài năng, chắc chắn sẽ có chỗ cho tôi thể hiện nó. Không có người nào trên thế giới sinh ra là vô dụng, sinh ra là để thất bại hoặc sinh ra để thành công. Vấn đề mấu chốt ở đây chính là bạn đang ở vị trí nào hoặc bạn lựa chọn con đường nào. Đừng nói rằng bạn không có gì, bạn không thể làm gì, bạn giống như cây Flemish, chỉ là chưa được khám phá ra mà thôi. Do đó, tại sao bạn không nhìn vào bản thân từ một góc độ khác, thử thay đổi một chút, thể hiện đầy đủ điểm mạnh của mình, khám phá những màu sắc tươi mới trong sự bình thường và tìm ra giá trị từ vô dụng. Sự bảo thủ có thể giam cầm cuộc sống của con người. Chỉ bằng cách đổi mới và thay đổi, chúng ta mới có thể đẩy cuộc sống của mình đến cực điểm.